Ở đây chúng ta tìm hiểu, chúng ta làm 20 câu ban đầu. Đường trung bình động KA30 bắt được các cái đường VN Index từ dưới lên. Đây là tín hiệu khuyên người đầu tư nên A, mua cổ phiếu, B, bán cổ phiếu, C, không mua bán gì cả. Trong câu 21, ngân hàng bạn luôn công bố, ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm một năm là 8,4%, 8,4%. Lãi suất này tương đương với lãi suất kép trong 3 năm là A, 25,2%, B, 27,1%, C, 27,4%, D, 27,8%. Câu 122, thị trường chứng khoán SML giống thị trường CML ở chỗ là A, đều biểu thị mối quan hệ rủi ro và lãi suất đầu tư, B, đều có giá trị lớn hơn không, C, đều lấy giá trị biến số độc lập là các chỉ tiêu đo rủi ro, D, cả A và C, E, cả A, B, C, F là không có phương án nào trên đúng. Câu 3, 123, nếu hai cổ phiếu có hệ số tương đương lớn hơn không thì không thể đưa vào với nhau trong một danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro của danh mục. A đúng, B sai. Câu 124, đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động là dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người đầu tư đó sẽ thực hiện đầu tư chiến thuật để tăng lãi đầu tư. A, mua cổ phiếu ngắn hạn, B, bán trái phiếu dài hạn. Bán A là mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn. B, mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn. C, không mua bán gì cả, thị trường đang biến động. Câu 125, người đầu tư hay dùng thông số sau để so sánh với lãi suất ngân hàng khi đầu tư vào cổ phiếu. A, mức trả cổ tức theo phần trăm mệnh giá. B, chỉ số PE. C, chỉ số DIP. B, D là ROE. Câu 126, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của một công ty là 10% có thể duy trì như vậy trong tương lai, tỷ lệ chiết khấu thu nhập là 15%, PE của công ty là đang là 5,5. Ta có thể dự báo khả năng trả cổ tức của công ty này từ các thông tin trên là A, 40%, B, 25%, C, 20%, D, 7%, E là không đủ thông tin dự báo. Câu 127, beta trong môi trường trong cái mô hình CABM không thể có giá trị âm. A đúng, B sai. Câu 128, quan sát cổ tức đang trong một số phiên giao dịch liên tục gần đây, chúng ta sẽ thấy được hình thành như sau: 59, 58, 59, 60, 58, 56. Cái giá trị tiếp theo là 57, 59, 56,5, 55,5, 57, 98,5, 58. Đây là tín hiệu A, xu hướng giá xuống. B, xu hướng giá lên. C, hướng lúc lên lúc xuống. D, không thể hiện xu hướng gì. Câu 129, ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm là 0,8%. Lãi suất này tương đương với lãi suất kép năm là A, 0,9%, B, 9,6%, C, 10%, D, hơn 10%. Đường thị trường chứng khoán SML giống thị trường vốn CML ở chỗ là